Trang lên tới đỉnh Fajipan thì tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Thứ nhất là về phong cảnh, về khí hậu. Nếu như mà ai mà chưa có dịp mà lên Fajipan thì cũng nên đến một lần cho biết để cảm thấy tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Em thấy ở Sapa bây giờ có rất là nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như là ga tàu ra núi Hoa này. Đến đây thì được ngắm núi Hoàng Liên rất là hùng vĩ, có cả mây và núi và thời tiết rất là dễ chịu.